Lô xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ăn sinh nhật nha cả nhà. Ăn sinh nhật khoái cho cả nhà con nha, sinh nhật tí nha. Đây, nhà của tí. Đang dọn món ăn nha cả nhà, đang lên món nha, ăn sinh nhật nha, khỏe quá khỏe, chống hết này về vừa. Là mồi lên mồi lên nữa nha. Ông về xưa xin mất cái vằm. Gà bóp như nè. Gà bóp hành tây. Mực. Cá chiên. Bóp bánh canh nữa. Không tưởng là 41 tuổi á. Cầu ướp vậy hả? Cầu được ướp thấy chứ từ qua giờ rồi. Cái này giờ mình để một bên đi ha. Ăn cắt bánh không? Bây giờ có bánh không? Không có. Có luôn hả? Ăn con kem với ăn này cho. Thôi để cái này sau đi. Bỏ tủ lạnh đi, đó bỏ tủ lạnh đi. Thôi ra ngoài ngồi đi. À, mình kém để trong đây đó, mình kém để vào trong đó. Rồi, sinh nhật nay sinh nhật thì làm trước đi. Rồi. Nay sinh nhật làm sớm hai bữa. Rồi, uống sớm hai ly đi. Bạc hai ly. Thôi, miếng mực đi. Làm lắm. Chúc sinh nhật vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn cậu. Lên rồi, máy không? Đây, mưa này nha cả nhà. Mưa nè.